Anh em biết tại sao mà xe đang có phim cách nhiệt là phải bóc đi không anh em ơi? Chắc rằng nhiều anh em xem cái video của bọn em là cứ lâu lâu lại thấy mấy ông dán phim này bóc cái phim cũ đi, dán lại phim mới. Tại sao có phim rồi phải dán lại đúng không ạ? Đây, cái phim như thế này thì có cái tác dụng gì? Thực ra là những cái bộ phim như này gọi là chỉ dán cho có, dán cho đen thôi ạ. Đây, hôm nay em sẽ test cái chỉ số phim nguyên bản cho anh em xem nhá. Đây là một cái gói phim tặng mà khi mà anh em mua xe sẽ được tặng cái gói phim này. Đây, cái chỉ số IR này có 49% thôi thì dùng cái gì? Đi bảo sao tại sao cứ nóng và rát, bật điều hòa rồi nhưng mà vẫn nóng và rát. Đấy, nguyên nhân là anh em được dán tặng những cái gói phim là cái chất lượng nó kém thì cái chỉ số nó chỉ có 49% hoặc 50% hoặc cao hơn một chút, nhưng mà thực ra là như bên phim những cái gói phim mà bên em dán ấy là chỉ số nó phải trên 90% nên dùng mới ok được. Đó. Đấy, thì trả lời cho anh em là tại sao mà xe đã được dán phim cách nhiệt phải bóc đi dán lại anh em nhá.